Lát sau thì Pol Pot tiếp tục tràn vào bắn chết rất là nhiều người. Ông cùng những người còn lại chạy trốn lên núi tượng trú ẩn. Ông kể trong một cái giọng rất là gấp gáp. Và trước mắt của quý anh chị và các bạn, đây chính là hài cốt của một trong số những người dân vô tội đã bị sát hại trong cái thời điểm mà quân Pol Pot đã tràn sang. Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Trong ngày hôm nay, em xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn đến vùng đất An Giang. Và trong ngày hôm nay thì em xin phép được review cho tất cả quý anh chị và các bạn một nơi mà ngày xưa đã từng xảy ra một vụ thảm sát rất là kinh khủng của quân Pol Pot đã sát hại 3.157 người dân vô tội tại Ba Chúc. Và trước mắt quý anh chị và các bạn thì đây chính là khung cảnh xung quanh của tại ngôi chùa Ba Chúc, nơi mà có lưu giữ lại đây có một ngôi nhà để lưu giữ lại hài cốt của trưng bày lại hài cốt của hơn 3.000 người dân vô tội đã bị thảm sát trong cái thời kỳ mà Pol Pot đã tràn sang vùng đất nước mình, giết hại những người dân vô tội. Trong 12 ngày tràn vào xã Ba Chúc của tỉnh An Giang vào hơn 40 năm trước, thì quân Khmer Đỏ đã tàn sát hàng ngàn người dân vô tội. Chỉ có hơn 20 người sống sót. Một ngày đầu năm thì ông Út Oanh, ông Lê Văn Oanh, 60 tuổi, lấm tấm mồ hôi sau cái buổi phụ hồ, tranh thủ giờ nghỉ trưa, ông tạt vào chợ mua nén nhang, rồi rẽ về hướng nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ hơn 1.000 hài cốt trong tổng số hơn 3.000 người dân bị quân Pol Pot sát hại trong 12 ngày đêm vào hơn 40 năm trước. Đốt nén nhang thì ông đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường, nơi những chiếc sọ người được đánh số, phân loại theo độ tuổi. Hốc mắt trống rỗng, như tìm kiếm một niềm an ủi, rằng trong đó có mẹ mình. Người đàn ông da ngăm đen đứng mãi một hồi lâu, đưa tay dụi mắt, ký ức đau thương ùa về như mới hôm qua. Chạy lên núi trốn Pol Pot cùng 200 người dân Ba Chúc. Út Oanh may mắn sống sót, nhưng hình ảnh người mẹ bị sát hại đến giờ vẫn khiến cho ông đau nhói. Vào trưa hôm đó, quân Pol Pot tràn qua xã Ba Chúc. Chúng đốt nhà, sát hại tất cả những ai nhìn thấy dọc đường. Ông Anh mở đầu dòng hồi ức vào ngày 18 tháng 4 năm 1978. Bằng khung cảnh hỗn loạn, nháo nhác, 11 người trong gia đình ông không chạy kịp, trốn vào hầm bí mật dưới nền nhà. Vào hôm sau, thấy cả nhà mệt lả vì đói khát, Út Oanh đánh liều kéo nắp hầm, mở đường máu cho cả nhà chạy thoát. Chàng trai 20 tuổi cầm dao rựa tử thủ thoát sau cùng bị quân Khmer Đỏ phát hiện, bắn suýt chết. Chạy được chừng 100 mét, nam thanh niên ngoài nhìn căn nhà bị thiêu rụi, rồi tiếp tục men theo đường núi đến chùa Long Châu,
nơi có hơn 200 người dân đang tá túc để tìm gia đình nhưng mà không có thấy ai. Lát sau thì Pol Pot tiếp tục tràn vào bắn chết rất là nhiều người. Ông cùng những người còn lại chạy trốn lên núi tượng trú ẩn. Ông kể trong một cái giọng rất là gấp gáp. Và trước mắt của quý chị và các bạn, đây chính là hài cốt của một trong số những người dân vô tội đã bị sát hại trong cái thời điểm mà quân Pol Pot đã tràn sang. Nhìn rất là đau thương. Và tiếp tục cho cái câu chuyện này thì cái cuộc truy đuổi của quân Pol Pot chưa có dừng lại. Vào rạng sáng hôm sau, những người chạy trốn đã đói lả. Riêng ông Út Oanh cùng hai người khác mò xuống núi, đến ruộng khoai mì tìm thức ăn. Đang cặm cụi đào mì thì nghe tiếng bước chân rầm rập. Út Oanh chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh: "Miên tới!" Nhưng đã quá muộn. Nhóm 5 tên Pol Pot ra ngăm đen. Phần lớn là thiếu niên độ 15-16 tuổi. Vì với ánh nhìn man dại chĩa súng vào người dân, 20 người, trong đó có cả những đứa trẻ bụng lép kẹp, đói khát bị chúng sát hại trong chốc lát bằng súng và cả dao, gậy gộc. Riêng ông Út Oanh thì chạy thoát. Đêm đến, khi mà quân Pol Pot rút đi, tôi lại mò rẫy mì, dùng tay bới được hơn chục củ, ăn sống ngấu nghiến cho đỡ đói, rồi cột số còn lại vào cặp quần, bò lại hang núi tiếp tục lẩn trốn. Ông nhớ lại, trên hang núi, ông cùng những người còn sống lựa những hốc đá nơi gần các tử thi bị sát hại trú ẩn. Nhờ mùi hôi thối mà Pol Pot bỏ qua không phát hiện. Đến ngày 20 tháng 4, ông tình cờ gặp lại mẹ trên núi, mừng mừng tủi tủi. Mẹ con họ hỏi tung tích những người thân còn lại trong gia đình. Trong lòng đầy lo lắng, đoàn tụ chưa được bao lâu, họ thấy một toán quân Pol Pot từ xa tới. Biết mình khó thoát, người mẹ rưng rưng xoa đầu con: "Tao già rồi, chạy không nổi nữa. Mày còn trẻ nên ráng sống cho đàng hoàng, nghe con." Rồi đẩy ông vào lùm tre. Nhóm lính xuất hiện xả đạn vào bà. Chiều hôm đó, ông cố lần theo vết máu và hỏi thăm những người để gặp ở dọc đường tung tích của mẹ, nhưng mà không được. Vào ngày tiếp theo, Pol Pot tiếp tục càn lên núi. Chúng xua chó đánh hơi khắp các hang động. Nhiều gia đình trốn trong hang đang giữa bữa trưa ăn, bị chúng phát hiện ném lựu đạn, không ai còn sống sót. Có gia đình thì đang lẩn trốn trong hang thì trẻ con khóc thét, sợ bại lộ nên lụy liều người khác. Họ phải đau đớn bịt mũi con đến khi chúng bất động. Ông Oanh mắt rơm rớm nhớ lại như in từng chi tiết dù đã hơn 40 năm trôi qua. Nhóm người đợi đêm đến mò trở lại xóm ấp tìm gạo, cơm khô. Sau đó múc nước mưa ở các hốc đá, nấu cháo cho trẻ con ăn. Buổi sáng, họ tiếp tục di chuyển từ hang này sang hang khác, từ núi tượng đến núi dài tránh Pol Pot. Út Oanh dùng cây nhọn đâm vào thân chuối, tìm thấy dọc đường lấy nước cho đoàn người uống, rồi đào củ rừng ăn cầm cự qua ngày. Nhờ có kinh nghiệm theo bộ đội tải đạn từ trước, khá rành về mọi ngóc ngách trên núi, ông dẫn nhóm người đi bằng những con đường ít ai biết. Ông cũng dặn mọi người cởi hết đồ màu trắng, thay đồ đen để khó bị phát hiện từ xa. 4 ngày sau cuộc trốn chạy,
quân Pol Pot đốt cây cỏ xung quanh núi để xua đuổi người dân. Út Oanh cùng nhóm người đang tháo chạy thì gặp một toán lính. Chúng lạnh lùng xả súng vào đoàn người. Nhiều người gục ngã, ông hoảng loạn nấp vào một hốc đá. Sau đó ông chạy theo toán lính băng đường rừng, rẽ xuống một cánh đồng trống. Tiếng súng vẫn còn vang vọng từ xa. Út Oanh vẫn chạy theo bản năng, dù sức lực đã gần như cạn kiệt. Trời chập choạng tối, chân ông bị vấp ngã phải sợi dây kẽm của một chốt địch đã bỏ lại, ngã xuống va vào một mỏm đá bất tỉnh. Đêm đó thì ông thức dậy giữa rẫy vắng hoe, đầu đau như búa bổ, hai đầu gối ê ẩm, bê bết máu. Quanh ông tiếng dế kêu râm ran. Những người bị Pol Pot sát hại những ngày trước đó nằm vắt lên nhau, bắt đầu trương lên. Mùi tử thi xộc vào mũi. Nằm thêm một lúc, Út Oanh sờ khắp người lần nữa xem có bị thương chỗ nào không, rồi ông cố trườn qua các tử thi, hướng về phía bờ sông cách đó gần một cây số. Cổ họng khát cháy, ông đưa tay định vốc nước uống thì phát hiện có mùi lạ. Sau phút định thần, ông rụng rời phát hiện quanh đó xác người trôi dập dành cả một đoạn sông. Cách đó vài trăm mét, những cái bóng đen từ phía bên này cánh đồng đang lom khom cố băng qua phía bên kia sông. Nhưng đường đạn sáng loè xé toạc màn đêm, kèm theo tiếng súng đi cùng từ một chốt địch đã ngăn cản họ. Những bóng đen từ từ gục xuống phía sau họ, những cái bóng đen còn lại im bặt, bởi chỉ còn một tiếng gào khóc của ai đó vào lúc này cũng có thể khiến cả nhóm bị giết. Út Oanh ứa nước mắt, cắn răng, 10 đầu ngón tay bấu chặt vào roi đất cặp bờ sông. Ông nhận ra những người mặc áo đen đó là dân Ba Trúc, đã cùng mình trốn chạy suốt 4 ngày đêm trước lúc mà ông bất tỉnh. Út Oanh định lao về phía họ, nhưng kịp dằn lòng, chờ đến lúc đạn ngớt. Nằm giữa cánh đồng thi thể người, Út Oanh không còn sợ chết nữa, nhưng ông tự dặn mình phải cố sống để tìm lại gia đình đang thất lạc. Những ngày sau đó, ông và những người còn sống chạy gần 30 cây số. Khi đến địa phận Kiên Giang, lớp bị giết, lớp dẫm phải mìn, chỉ còn lại hơn 20 người. Suốt 8 ngày trốn chạy, ông gần như không tắm, trên người chỉ mặc đúng một cái quần ngắn, người đen đúa như là lính Pol Pot, da mọc đầy ghẻ lở, cổ họng lở loét, giọng lơ lớ vì nhiều ngày uống nước từ thân cây chuối. Khi thấy bộ đội từ xa, tôi lấy hết sức lực la lớn: "Con ở Ba Trúc là người Việt Nam." Hôm đó nếu la chậm xíu, có khi họ tưởng mình Pol Pot thì bị ăn đạn. Xong đời rồi, ông Út tươi cười nói. Được bộ đội cho đi nhờ xe, ông trở về lại Ba Trúc, gặp lại 9 người còn lại trong gia đình vẫn bình yên vô sự sau cuộc trốn chạy. Ông kể lại lúc gặp mẹ, cả nhà chia nhau đi tìm thi thể bà nhưng mà không thấy. Nhưng như vậy đã là may mắn so với những gia đình khác. Đưa tay sờ vết sẹo khá to ở một bên đùi do trúng pháo của Pol Pot, ông viện Nguyễn Văn Nghiệp bảo rằng: "Trong buổi sáng định mệnh ấy, nhờ vết sẹo này mà ông cùng người em trai đã thoát chết. Một sáng giữa tháng 4 năm 1978, một trái pháo của Pol Pot rơi trúng chùa Tam Bảo tại xã Ba Trúc, nơi gia đình ông Nghiệp cùng nhiều người dân khác đang trú ẩn. 80 người chết, riêng ông cùng đứa em trai bị thương ở chân, tay, được đưa đến Chi Tôn, sau đó chuyển về Long Xuyên, nằm bệnh viện đúng một tuần.
người anh thứ ba đang chăm sóc tại bệnh viện trở lại nhà lấy tiền, và đó là lần cuối cùng hai anh em gặp nhau. Qua hôm sau, người quen báo tin người anh thứ ba bị kẹt lại với cha mẹ. Anh em, gia đình tôi tổng cộng 11 người đều bị Pol Pot sát hại. Lúc nghe xong, tôi bị sốc nặng, đến mức không còn khóc nổi. Ông Nghiệp nhớ lại. Điều trị gần 1 năm, hai anh em ông Nghiệp về quê phải sống chung với người bác vì nhà cửa đã bị Pol Pot đốt sạch. Một người quen sau đó đưa tấm thẻ căn cước của cha ông mà họ nhặt được trong lúc thu dọn các thi thể để đưa vào nhà mồ Bá Trúc. Không tìm được thi thể người thân, nhưng tôi cũng an ủi phần nào vì tin chắc họ có trong hơn 1.000 hài cốt hiện ở nhà mồ Bá Trúc. Ông Nghiệp xúc động. Ông tự an ủi rằng mình còn may mắn vì không tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng để phải sống nốt phần đời còn lại với nỗi ám ảnh. Cách nhà mồ Bá Trúc khoảng 100 mét. Hơn một năm nay, bà Hà Thị Nga, người cuối cùng trong dòng họ gần 100 người bị sát hại còn sống sót, trở bệnh nặng bởi di chứng của những vết thương cũ. Sau năm 1978, chị tôi nhận dọn dẹp hương khói tại nhà mồ Bá Trúc để được ở bên chồng con cho ngôi ngoài nỗi buồn. Mấy năm gần đây, vết thương ở đầu tái phát, chị trở bệnh, giờ đã gần như quên hết mọi thứ. Em gái bà Nga nói, sáng tháng 4, 41 năm trước, bà Nga cùng chồng và 6 đứa con đang cùng người dân trên đường chạy trốn thì bị Pol Pot bắt giữ. Chúng đưa gia đình bà gần 80 người họ hàng ra cánh đồng vắng rồi lần lượt xử tử. Từng người thân bà bị sát hại dã man. Bà Nga sau đó bị trúng bắn, viên đạn xuyên qua cổ, trúng phần mềm. Chúng tiếp tục dùng gậy bồi thêm nhiều nhát vào đầu bà, tưởng bà chết nên chúng bỏ đi. Chập choạng tối, bà Nga tỉnh dậy giữa cánh đồng xác người, hóa điên dại vì thi thể chồng cùng 6 đứa con và 80 thi thể họ hàng nằm bên cạnh. Bà nén đau, cố lê khỏi nơi chết chóc, sau đó trầm mình dưới một con kênh vì phát hiện quân Pol Pot phía xa. Suốt 12 ngày sau đó, thân mang thương tích và liên tục trốn chạy. Nhưng người phụ nữ đã tận mắt chứng kiến thảm cảnh có một sức mạnh phi thường, vẫn cố gắng sống sót cho đến khi gặp bộ đội giải phóng. Chiều buông ở cánh đồng Bá Trúc, ông Nghiệp đứng trầm ngâm bên bờ phía sau nhà, phóng tầm mắt về phía cánh đồng xác người năm xưa, giờ đã là đồng lúa mướp khổ qua xanh mướt. Cách đó vài cây số, ông út oanh vượt qua dốc núi tượng về nhà sau một ngày phụ hồ mệt nhoài. Ngọn núi năm xưa 200 người lẩn trốn, giờ xanh màu xoài, mít. Mấy năm qua, vợ ông lên các hốc đá núi, cưa thân cây mít về đẽo thành những cái mõ tròn, bán cho du khách, kiếm chút tiền nuôi thằng cháu nội. Bà bảo gỗ cây mít ở núi tượng đẽo mõ tiếng thanh, trong ít nơi nào sánh được. Tôi vẫn luôn nhớ tới bà nhà. Và trên chính là một cái câu chuyện về cái vụ thảm sát của đội quân Khmer Đỏ tại Bá Trúc vào hơn 40 năm trước. Thì đó thực sự là một cái thảm cảnh mà rất là đau lòng cho người dân Việt Nam của chúng ta. Và cái điều này thực sự là chúng ta đã ghi nhớ, và sau đó thì bộ đội của ta cũng đã tràn sang bên Campuchia để đánh Pol Pot. Và thực sự là cái quãng thời gian đó rất là đau lòng. Thì đây cũng chỉ là một cái câu chuyện ngắn
rất là nhỏ của của cái quãng thời gian mà đau lòng đấy thôi. Em xin phép được trích dẫn ngắn ra để cho những quý anh chị nào mà chưa có được biết đến cái câu chuyện này thì cũng hiểu được một cái phần gì đó, tại vì cái câu chuyện này nó cũng rất là nhiều, có thể nói là rất là đau lòng. Và tới đây thì em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.